Xin chào cả nhà, cả nhà ơi, cả nhà có khỏe không? Xin giới thiệu với cả nhà, đây chính là cây cà chua tí hon của mình, và hôm nay mình sẽ thu hoạch cái cây cà chua này và mình sẽ ăn cà chua, mình qua cho cả nhà cùng xem nha. Và đây là cà chua này cả nhà đấy, và cả nhà thấy không, ở trong này này nó chín đỏ này cả nhà, có một trái đỏ, hai trái đỏ này, mà mấy trái này nó bị nứt rồi. Ai cái này nhiều trái lắm luôn ấy, wow, hấp dẫn ha. Đây chính là một trái, hai trái, ba trái, bốn trái, năm trái. Đây mình xoay qua này cho cả nhà xem này. Ở mặt này có trái này đấy. Ồ, đây là cây cà chua tí hon nha. À, nó nặng quá. Mình xoay qua bên này này đấy. Đấy cả nhà, thì ở trong này cũng có được một chồng chín rồi. Mình giữ lên cho cả nhà xem. Để từ rồi để nó rớt hết. Đây. Wow, nó chín này cả nhà. Nó trái nó rất là dễ thương luôn. Và bây giờ mình sẽ hái nó. Hái nha cả nhà cùng hái với mình nha. Có mấy trái nó bị nứt á, do trời nó mưa xong nó nhiều nước nó nứt nó ra này. Đấy. Bây giờ mình lấy cái đĩa này nha, mình hái xong mình bỏ vô cái đĩa này nha. Thì đây này, em hái được mấy trái, cái trái này nó u nu u nà đảo quá à. Đây này, đây cả nhà, wow, hấp dẫn không? Nhìn trái này nó mọng đảo á, để mình ăn thử. Mình hái mình bỏ vô cái dĩa này nha. Tí nữa mình sẽ ăn thử coi nó ngọt không. Này có một trái này. Cái cây này chắc được cả trăm trái luôn, không biết tính sơ sẽ được bao nhiêu trái này. 1 trái, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 20, nhiều quá cái này. Mình lẹt hết mấy cái trái đỏ nha. Hôm nay mình sẽ hái hết mấy cái đỏ. Nhìn hấp dẫn ha, có mấy trái nó bị nứt ra rồi. Đây. Nhìn nó dễ thương quá à. Bây giờ mình trái này nó nhỏ dễ thương quá, mình ăn rồi cái trái này để cho nó ngon hay không nha. Đây. Tôm đây nè. Ngọt lắm cả nhà. Ngon lắm. Đây. Đây là cà chua tí hon nha, đây chính là cây cái đây là cái tên của cây cà chua mà mình đã mua này, nó tên là cherry tomato cả nhà đấy. Và mình ngồi giữa trời luôn, mình có cái ghế cái bàn mình để ra mình ngồi luôn, mình hái cà chua. Còn về bàn, hái trái này nó chín đỏ nhiều ghê, mấy trái nứt này mình hái luôn, mình không có bỏ nó uổng lắm. Mấy trái này nữa nè, nó nhỏ mà nó nhiều trái cả nhà ha. Hấp dẫn quá trời luôn, ở dưới lá quá trời trái luôn, nhiều lắm luôn á, mình hái hết luôn, mình hái hết mấy trái đỏ luôn. Hái thử tí được bao nhiêu trái, quá trời luôn nè. Bên này mấy trái này nó mới vàng này chứ nó chưa có chín, thì mấy trái vàng mình để lại. Trong này có trái bự này cả nhà, trái bự này, wow, đã không, ở trong này nữa này. Ở rồi nó nằm ở trong sâu ở trong này nè, mấy trái này nó ra trước á nên nó chín, nó giấu ở trong này nè. Đây chỗ này có một chùm ở đây, để mình xay cái chùm này qua đi. Mình xay cái chùm này qua, mình hái bên này đây, ở trong này này. Đây. Để đây tính tình đây cả nhà ơi, nó giấu trong này được ba trái này, 1 2 3. Đây hái nó đi, mình hái nó đi. Đây được ba trái luôn này, qua wow, hấp dẫn ha. Đây rồi, đây rồi, cà chua cả nhà, cái gì chứ, thu hoạch là mình rất là thích. Đây, qua wow. Đây được nhiêu rai này cả nhà ơi, tôi còn trái đỏ là không hái hết luôn, hết trái đỏ rồi, có nhiêu trái đỏ đấy à. Đó, nhiều trái đỏ đó cả nhà. Và mình đã thu hoạch hết cái trái đỏ ngày hôm nay. Đây chính là những quả cà chua tí hon của mình. Thì đây chính là cây cà chua tí hon cả nhà. Thì cà chua nó có hai loại, là một loại là cà chua hữu hạn, một loại là cà chua vô hạn. Thì cái cây này là cây hữu hạn. Thì cái hữu hạn là khi nó ra cái trái hết một lượt, sau khi mình hái xong nó sẽ tàn, nó không có ra nữa. Còn mấy cái loại mà vô hạn cả nhà, nó cứ cao cao miết, mình cứ hái là trái, hái là nó ra trái một thời gian rất là dài thì nó mới tàn, nó mới hết. Còn cái loại này là nó ra một lượt luôn là xong, nó không ra nữa, cho nên nó mới sai như thế này này đấy. Và mình cũng không biết loại nào hữu hạn vô hạn. Thường đó là mấy cái loại cà rua
cà chua cherry này thường là mấy loại vô hạn này, nhiều lắm, và mấy cái loại mà như Roma rồi này kia ấy. Roma gì đó là nó hữu hạn cả nhà, và mình muốn biết cà chua nào hữu hạn vô hạn là mình lên Google mình gõ mình mới biết được. Đấy, mình đang thử một cái nữa nha. Đấy. Ngon quá. Đây. Mình tính thử coi được bao nhiêu trái trong này. 2 trái, 4 trái, 6, 8, 10, 12, 14, 16 trái, với mình ăn 2 trái là 18 trái. Quá, được nhiêu đây cả nhà. Cũng hấp dẫn chưa. Bây giờ mình sẽ quay cận cảnh cho cả nhà xem là những cái quả cà chua mà nó còn lại, nó chưa chín ở trên cây cà chua này này, thì mình để dành ít bữa nó chín mình hái tiếp cả nhà. Này nó làm chùm chùm luôn, nhìn đã ha, nó màu trắng xong nó gần chín là nó màu cam như thế này này, sau khi nó chín nó sẽ chuyển qua màu đỏ. Ai, còn rất là nhiều luôn á, bữa nào nó chín mình hái nữa. Này nó nằm ở dưới này này cả nhà, đây cà chua tí hon nha, đây ở trên này nó cũng có này. Một cây cà chua cưng của mình đây, đây đây, à, đã không đó. Đấy, bây giờ mình sẽ để cho nó chín, mai mốt mình hái tiếp, hy vọng là mấy con sóc nó không vô nó xử. Tên tên đây, xin giới thiệu với cả nhà thấy gì đây không cả nhà, đây là mấy cái gì đây, nhỏ nhỏ này, cái thù lùn tí hon của mình nó có trái này cả nhà. Đây đây, để mình quay cho cả nhà xem. Đây, ở trong cái này này là mình chỉ có hành thôi chứ mình không có gì hết. Mấy cái cây đậu kia mình trồng ấy nó không có lớn, nó bị chết mất tiêu rồi do đất nó nóng quá ấy cả nhà. Ở này ba mình có trái thù lù tí hon này, hôm nay mình sẽ hái nó vô mình ăn thử, mình chưa có dám ăn lần nào luôn. Bây giờ hôm nay mình mới ăn, mình mới quay cho cả nhà xem này. Ở đây có được một trái này và ở đây cũng có được mấy trái, là mình nghĩ là chắc ăn được rồi, nó nhỏ xíu à, nó không lớn. Người ta trồng thì trái nào người ta nói nó bự ầm ầm, còn mình trồng rồi đó là nó nhỏ, đây được mấy trái luôn á, thấy không cả nhà. Mình sẽ hái hết để cho mấy cái nó có bông này, nó có rất là nhiều bông luôn ấy cả nhà, để cho nó ra bông, nó ra trái nữa, để cho mấy cái trái tí hon này nó lớn này, nó dễ thương hay cả nhà ha. Và đây chính là cây thù lù tí hon của mình nha. Bên này mình cũng có hai trái này, cái trái này nó bự lắm, nhưng mà hôm nay mình sẽ hái vô mình ăn luôn trái này nữa này. Bum. Rồi mình hái cái trái là trước đây, cái trái là bự nhất này, mình lạc nó đi. Đây đây là trái thù lù của mình nha. Trái thù lù tí hon, tình tình tí hon đây, mình sẽ cho nó vô cái đĩa của mình đây cả nhà, cái đĩa mà mình để cà chua này, mình sẽ cho thù lù vô cho nó màu xanh, nhìn cho nó đẹp đấy. Vâng, ai cả nhà, đây là cái trái thù lù mà nó đậu rồi này, mà nó chưa có lớn, nó nhỏ xíu mà nó chưa có lớn, thì bữa nó lớn mình quay cho cả nhà xem nha. Đó, đây cũng là một trái thù lù, mình hái trái này luôn nha, hái hết luôn, có nhiều trái mình hái hết luôn chứ mình để nó cũng hư hết này, mưa là nước nó đọng trong này bóp nó xịt ra nè, không phải hư mà là để hái để cho mấy cái trái nhỏ nó lớn lên, nên tình hài trái. Mình nghĩ là khi mà nó nở ra như thế này là nó mới sẵn sàng, nhưng mà mình hái non mình ăn luôn. Rồi, được hai trái rồi này, bây giờ mình hái thêm trái này nữa. Bên này có 5 trái là mình hái hết luôn. Cứ để cái cây này nó đều tụi nó, cái cây nó nhỏ xíu rồi nó có trái sai ghê luôn á. Này, hái trái này nữa. Oh, đây, hái trái này đi. Được 3 trái này, hái trái này luôn. 4 trái, 4 trái nha cả nhà. Không biết là tí nữa mình ăn có bị sao không. Mình xử hết luôn. Hôm nay mình ăn trái cây, hôm nay mình ăn trái cây tí hon nha, cái gì cũng tí hon á. Đây, tên tên trái này nữa. Trái này nữa cả nhà. Trái này nó còn nhỏ thôi, mình để lại đi, để dành lại một trái. Cái hái hết rồi thấy tội quá. Đây cái trái này này nó bị tróc cái vỏ rồi, mấy con slot nó gặm mấy cái vỏ rồi, còn cái này không à, mình hái nó luôn đi. Đây đó, giờ mình qua bên cây bên này, bên này được có một trái hả, xong mình sẽ hái cái trái này luôn nha.
Đây, đây chính là trái thủ lô tí hon của mình đây. Đây cả nhà. Cái camera nó tập trung vô cái tay của mình thôi, nó không có vô cái trái thủ lô gì hết trơn á. Đây. Trái thủ lô tí hon này nhìn đẹp, em nhìn như là trái lồng đèn á. Hồi giờ bên Việt Nam ấy mình cũng chưa có em, mình qua này mình thấy người ta bán ấy, mình mới trồng mình em thử. Hôm nay mình sẽ em thử như thế nào nha. Xây những cái lồng đèn rất là đẹp. Đây mình hái được mấy trái thù lù. Nhiều ta, 2 trái, 4 trái, 6 trái, được 8 trái thù lù. Cả nhà ơi, ở chỗ này là mình cũng có hai cái cây thù lù mà mới hôm nay trời mưa nó bị ngã xuống rồi, nó có được 2 trái á. Giờ mình sẽ hái hai cái trái là luôn nha. Chứ nó để nó nặng cái cây quá, do trời mưa á, cái nó nặng ngã nó nằm sát đất luôn. Ô, trái này nó chưa lớn, trái này nó bị lép rồi, thôi để trái này lại, cái này nè. Đấy. Người ta cưa cây ở gần nhà mình nó rất là ồn luôn cả nhà. Anh này cả nhà, mấy cái bụi môn của mình nó lên như thế này này, cả nhà biết chuyện gì đã xảy ra không? Anh này, bây giờ nó còn sống sót được có 3 bụi thôi. Hôm bữa mình mới xem nha, mình mới ra mình mừng thôi rồi, mình thấy nó bự ra mình mừng. Cái hôm qua mình ra cái nai nó ăn hết trơn rồi, nó ăn còn gốc không rồi cả nhà. Anh này, ít bữa nó sẽ lên lại nữa mà nó lâu á, do mình không có rào lại cái nai nó xử hết rồi, trồng ở gì nai nó cũng ăn hết rồi, uống dễ sợ cái này nữa nè. Đấy. À, nó kén xong nó bỏ này cả nhà, chứ không phải nó ăn đâu. Đây này, nó kén xong nó bỏ này, uống không, trời ơi rất là uống luôn. Còn đây chính là mấy bụi diếp cá không. Trời ơi, ít bữa chắc mình lẹt cho mình ăn để cho nó ra nhánh thôi, chứ đâu trồng diếp cá được có mấy mấy lá. Không dám ăn luôn, để ngắm, nhìn nó đẹp quá để ngắm ấy cả nhà. Ở đây có con trùng nè, con trùng nó bò này cả nhà ơi. Con trùng nó làm đốt đất của mình nó rất là tốt luôn. Cả nhà biết bây giờ mình đang đi đâu rồi không? Mình đi ra bên cái hông nhà mình này. Mình sẽ đi mót trái mâm xôi. Hôm bữa mình mới phát hiện ra ở chỗ nhà mình á, nó có rất là nhiều trái mâm xôi luôn. Không phải nhiều mà nó có trái mâm xôi nó nhỏ xíu rồi, nó nằm ở dưới đất á mà nó vẫn ra trái luôn cả nhà. Đây là cái lùm này. Bây giờ cả nhà coi, giờ thấy mâm xôi mà nó nhỏ không, cái lá nó giống như là cái lá hoa hồng vậy đấy. Đây này, nhìn rất là đẹp mà nó còn sống, nó mè đỏ này. Hôm bữa mình đi ra là mình cái cỏ mình mới thấy á, là đây nó chín, nó mè đen này mà chim nó ăn hết rồi. Bây giờ mình qua thôi, có trái nào mình sẽ hái mình đem vô mình ăn nè. Đây là trái mâm xôi tí hon nha, hôm nay cái gì nó cũng tí hon á. Đây này, wow, mình bỏ vô cái đĩa này luôn, nhìn cho nó đẹp ấy cả nhà. Wow. Đây sẽ là cà chua tí hon, thù lù tí hon và mâm xôi cũng tí hon luôn. Đây có một trái mâm xôi nó nằm ở trong này nè. Đây. Quá khi gai nó móc cái tay của mình. Đây này. Không là đen ấy, mình hái mấy trái đen thôi à. Còn lại mấy trái đỏ thì mình không có hái. Tại vì mấy trái đỏ là nó chưa chín. Hôm bữa mình mới nhìn mình tưởng là mâm xôi đỏ, sau đó mình thấy mấy trái mà đen mình mới biết là thì ra là mâm xôi đen á. Cái mâm xôi đen á là nó chín á thì nó mè đen mà nó còn sống, nó mè đỏ này cái nhà thấy không, cái trái này mè đen còn trái này nó mè đỏ này. Đây mình sẽ hái nó nha, xong mình sẽ đem vô nhà mình ngồi mình ăn. Nhìn nó nhỏ xíu à ha, nhìn giống như trái nho dại á, hy vọng là ăn không có bị gì nữa. Tại vì giờ mình chưa có ăn cái trái mâm xôi này. Hôm bữa là ngay cái chỗ kia là trước nhà mình đấy cả nhà, nó có cái lùm mâm xôi thiệt bự hồi năm ngoái mình hái á, mà cái cây thông nó bị chết phải cắt nó đi. Cái đêm mà mình cắt hết cái lùm mâm xôi mình bỏ rồi để cho người ta cắt cái cây thông ấy, cho nên bây giờ năm nay không có mâm xôi để thu hoạch. Nhưng mà được cái là ở xung quanh nhà mình nó cũng có mâm xôi, nó nhỏ 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 thế này, hái cho nó vui vậy thôi. Đây này, trái này màu đen này. Đại mâm xôi này đâu có bì được với mâm xôi của chị Nhung đâu, thì Nhung Hà đâu, là mâm xôi của nhà chị á, hái thì đâu quá trời luôn, nhìn thấy ham. Còn mâm xôi của mình thì đâu, thấy cái vườn của chị cũng vậy, vườn của chị trồng quá trời, còn vườn của mình trồng không có được cái gì luôn á. Em nằm sát đất này cả nhà, mà cái trái này nó bự này, cái này quá. Wow, nãy được một cái bự này đã không, mấy trái này là bị chưa có bị chim en á, nhìn nó bự vậy đó. Đây này, trái này nữa này. Thế không, nó ít lắm nhưng mà mình có hái mình cũng thấy vui.
Mình đâu có ngờ đâu, hôm bữa mình đi ra đây mình kêu ủa sao cái này nó ngộ rồi, sao tự nhiên nó có trái thế này đây. Cái mình kêu thôi để bữa nào mình ra mình hái mình quay video cho cả nhà xem. Và hôm nay mình đã ra đây mình hái đây. Cái trái này màu đen này nó, cái chỗ này nó mọc là nó ra trái, nó chín này ngộ ha. Nó nhỏ xíu rồi mà nó vẫn có trái, nó mọc dây dây rồi nè. Trái nó màu đỏ này cả nhà, không biết mấy cái trái đỏ này nó ăn có được không, mấy trái đỏ nó cứ ngấp à. Thôi để bữa nó chín ha. Đây nó lại có khó, nó cũng nhiều quá chứ đâu có ít đâu này nè. Cho vô đĩa của mình nha, mình phải để ý kỹ mình mới thấy nó được đó. Đâu mà anh này đây đó, trái này này đấy, coi thôi coi, mình phải giặt nó ra mình mới thấy cái trái ở dưới được. Mà cũng hơi ấy, chim nó không có ăn hết mà nó vẫn còn để lại để cho mình hái đây. Mình đi qua cái phía bên này coi thôi coi, ở trong này là mình giặt cái lá ra là mình thấy rồi. Đây này, đây này, đây nó nằm ở trong lá đấy. Đây đây cả nhà, hy vọng là ở đây nó không có cái cây poison ivy. Đây 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 đây, đã không, coi nó coi còn nữa không ta. Mình tìm kỹ mình mới thấy được, nó không tìm kỹ là mình không có thấy. Anh ở trong này này, đây có hai trái thiệt bự này. Đây cả nhà, đã ha. Nó bự mà nó đang thui à, trái này nữa này. Quá. Ồ, đây này. Hôm nay mình có mâm xôi mình ăn rồi. Đây nữa này, mình ăn xong mai mà Tào Tháo nó dí là chết luôn. Đây nữa này, hấp dẫn quá hả. Tại sao chim nó không có ăn ta, hay là nó không thấy rồi chứ. Wow. Đã ha. Hái được nhiều đây. Đây nha, mình cho ra cái đĩa này nha cái nhà đấy. Mâm xôi đen tí hon. Coi thử coi nó chín không. Ồ, nó chín mà nó héo rồi. Trời, hàng xóm đó, họ cái cây nó ồn quá, không biết cả nhà có nghe mình nói không nữa. Cái này chim nó ăn rồi này cả nhà thấy không? Ồ, cái cây này nó cao hơn một tí giống như cây hoa hồng ấy, chim nó ăn rồi không có. Ồ, đây là cái trái mâm xôi khá cái sao ấy này. Nó vẫn về đen. Đây cả nhà. Trái nào nó bị chín quá nó hư rồi. Không có, bên này không có mót được cái trái nào hết đó. Nó có này nhưng mà nó không có giống như cái lùm bên kia. Đấy. Wow. Nó mọc sát đất như vậy mà nó cũng có trái quá trời luôn á. Đây, đây này. Nãy mình hỏi chỗ này nha. Thôi bây giờ mình hái được nhiêu đây mình đi vào nhà mình ăn nha cả nhà. Như vậy được rồi. Hy vọng á là hôm nay không có thấy cái cây poison ivy cả nhà. Hình như cái cây này là cây poison ivy sao á. Này cái cây này này, cái cây có ba lá đấy. Anh rót cái tay ảnh hôm bữa anh cắt cái cây poison ivy cũng bị dính rồi. Hôm qua anh gãi trong cái video trước á cả nhà, ai mà để ý là thấy hả. Đây. Mình đi vào. Anh xin giới thiệu với cả nhà đây chính là cái cây ớt của mình. Thì trước khi mà mình đi vào mình ăn á là mình phải hái trái ớt vô mình làm cái chén muối ớt mình chấm cho nó ngon ha. Đây chính là cây ớt super chili của mình không biết tiếng Việt gọi là gì nữa nhưng mà tiếng Anh gọi là super chili nha. Trái rất là nhiều mới ra mình hái mình ăn biết là cái trái này nó hương, mình bây giờ mình sẽ hái vô mình làm muối ớt nha. Thôi mình hái trái nhỏ thôi, mình để trái này lại tại vì mà mình làm muối ớt mình ăn không hết á là phí lắm. Thì mình hái cái trái nhỏ thôi. Mình ra đó mình để lại hôm nào mình nấu cơm á mình sẽ hái cho mình ăn trái này nữa này, trái này bự này. Nó cũng chín luôn rồi. Nó gần chín rồi để nó chín. Và mình hái cái trái trái này đi. Hái trái này đi đó cả nhà. Đây, mình sẽ vô mình làm chén muối ớt với trái này. Nhưng mà mấy con ốc sên nó phá ghê lắm cái cây ớt này của mình này, cây ớt Bolano của mình nó có mấy trái thôi à. Mà con ốc sên con slot nó gặm này cả nhà. Thấy không, nó gặm xong nó rớt, mình đụng nó rớt luôn luôn rồi, nó phá lắm, nó gặm hết mấy kia cây ớt của mình nữa, nó ra bông nó gặm hết bông luôn, tức dễ sợ á. Này nó gặm mà nó đâu ăn đâu, nó gặm sức ra rồi nó bỏ. Chẳng hạn như cây ớt này mình cũng có một cây này, mình có trái này, này ít bữa chờ nó bự nó chín nó hái nha. Đây cái ớt này không biết là ớt gì nữa chừng nào mình ăn mình mới biết là nó ngọt cỡ nào. Đấy đây. Đây là cây ớt Bolano, nó hơi cay một tí, mình đợi nó lớn nha.
Còn đây là cái cây cà tím của mình này cả nhà. Hôm bữa mới hôm rồi trời mưa mình không để ý này, nó ra trái này, nó được một cái này. Cái này nó có được ba trái, nó thòng xuống mình và lấy cái cây đó mình đỡ nó lên. Chứ để bữa nó bự lên là nó sẽ sát đất mất. Đây là cây cà tím nha, không biết nó bự cỡ nào nữa. Giờ nó có hoa quá trời luôn này. Đó, mình đợi đến khi mình sẽ được thu hoạch cà tím. Mình đã giả muối ớt xong rồi đây cả nhà ơi. Đây, đây là chén muối ớt của mình nha, muối với ớt thành muối ớt. Và đây chính là cái thành quả mà hôm nay mình đã thu hoạch được ở đã cây nhà lá vườn organic mình xử luôn, mình khỏi rửa luôn. Mình ăn mình có bị tờ tháo giấy là tiêu luôn. Bữa sau mà cả nhà không thấy mình lên YouTube nữa là biết tự tự hiểu là mình đã bị tờ tháo giấy nha. Đây. Vâng, mà hồi nãy mình ăn cà chua ấy, bây giờ mình sẽ ăn cái trái cà chua này đi. Mấy cái trái cà chua này nó nứt á, là cả nhà biết sao không? Tại vì khi mà nó nóng á, mà mình để nó khô quá, thì nó khô quá, cái khi mình tưới nước vô rất là nhiều quá, nó tưới nước đột ngột là tự nhiên cái trái cà chua nó sẽ nứt 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 ra hết rồi đó. Đây, trái này nứt thì mình để lại đi, vô nhà mình sẽ làm sốt mình ăn. Bây giờ mình sẽ ăn trái này đi, ăn trái bự này, rồi trái nào ngon ăn trước cả nhà. Trái này dỗm để lại chứ mình ăn mấy trái dỗm xong cái tí nữa nó no mất. Mình sẽ chấm muối ớt quá. Ăn xong mà chấm muối ớt này cay là xong luôn á, nó cay lắm á, ớt này cay lắm cả nhà. Mà nãy mình hái cái trái non chứ không phải trái già, mình hy vọng là nó ít cay hơn. Ngon lắm cả nhà ơi. Wow, nó ngọt ngọt vì cà chua, nó cay vì ớt và nó mặn của vị muối rất là ngon. Cả nhà mấy con bọ hóng nó bung này, vừa nãy ngoài vườn nhiều lắm, canh sáng sáng sớm với lại canh canh chiều á là mình ra vườn làm mấy con fly, là mình gọi là mấy con bọ hóng nó bu, mình mệt lắm mình phải lấy mấy cái chai mà mình mua trong siêu thị á, giờ mình xịt lên mình mới đi ra vườn nó mới không bu. Mà bây giờ nãy giờ mình không thấy, giờ nó bắt đầu nó bu xung quanh, nó bay xung quanh, nó không biết nó nhỏ, cả nhà có thấy không nữa. Anh bực mình mấy con là lắm, mỗi lần mà anh rót đi cái cỏ anh cũng phải xịt mấy cái co cái chai đó lên. Vâng, đó mình ăn trái cà chua rồi, bây giờ mình ăn thử trái thù lù nha. Đó chính là trái thù lù tí hon của mình. Mình tách nó ra đây, bên trong này cả nhà, người ta trồng trái thù lù to như thế này, còn mình trồng trái thù lù ba lớn vậy. Đây, đây là trái thù lù của Long Trần. Long Trần này cả nhà, cái gì nó cũng nhỏ, nó buồn dễ sợ vậy đó, nhưng mà có thu hoạch là vui rồi. Giờ mình sẽ chấm muối ớt nha. Đây là lần đầu tiên mình ăn thù lù luôn á. Mình nghe người ta bảo là ăn giống như là cà chua mà mình cũng biết phải không, mình chấm muối ớt mình ăn thử nha. Mình chén một miếng thôi. Cả nhà ở bên trong này nó có rất là nhiều hạt luôn, nó hơi chua chua cả nhà ơi. Ăn giống như là trái tòng phẩm á, ở Việt Nam hay có trái tòng phẩm á, nó hơi chua mà bên trong nó có cơm mà có rất là nhiều hạt. Hồi ở nhà quê mình cũng có rất là nhiều nhưng mà chưa bao giờ ăn. Bây giờ mình qua đây mình thấy người ta bán trong siêu thị nó rất là mắc, mà cái trái nó bự này nhìn nó hấp dẫn, người ta mua về người ta làm sốt, nước sốt chấm ấy cả nhà. Mà mình trồng thì mình không có làm, ít có mình hái mình ăn thôi. Mình ráng mình nói to để cho nó lắng cái tiếng cưa cây á, mà không biết có lắng được không. Mình chấm muối nha. Tận 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 đã. Ngon mà hơi chua. Mình ăn thử mỗi thứ một trái thôi, cho review cho cả nhà xem thôi. Mình cắt tí anh rót về mình cho anh rót. Ngon lắm cả nhà. Còn cái vỏ này để lại. Bây giờ mình ăn thử trái mâm xôi xem nó như thế nào. Trái mâm xôi nó nhỏ xíu à. Cái gì nó cũng nhỏ xíu à, cả nhà ơi. Đây. Đây, thử nha. Trái mâm xôi ngon ghê cả nhà ơi, nó mọng mà nó không có mềm mà nó em giống như là trái dâu dại ở Việt Nam mình mà khi nó chín là rất là ngon. Qua. Đây em thử trái mâm xôi nữa này, ngon. Nhỏ nhỏ nhưng mà rất là tuyệt vời. Ăn xong mà bữa sau bị
Bị Tào Tháo dí là tiêu luôn, là khỏi dám bị ăn trái cây dại nữa. Ê, nhỏ mà rất là ngon, nhỏ nhưng mà có vỏ. Ừ. Ngon quá à. Mình ăn thêm trái cà chua này nữa nha. Đây mình thử một trái cà chua mình chấm muối ớt nữa này, hấp dẫn cà chua mình tránh nửa trái thôi à. Đây cả nhà, trái cà chua mọng nước ít hạt bên trong này, đây rất là ít hạt để trái cà chua này, cho để cái máy nó quay cái mặt của mình xong rồi quay cái trái cà chua vô đó, xong chấm vô muối ớt à. Miếng ớt xanh xanh này cả nhà thấy không, wow nó ầm. Ngon quá mà cay quá. À, cà chua ngon quá, không tưởng mình ăn một trái cà chua cuối cùng nha. Đây cà chua này, xử trái cà chua cuối cùng, sau đó mình sẽ cắt cắt lại. Hấp dẫn quá cả nhà ơi, muối con miếng ớt mình trên nữa này, ngon. Ngon quá hả, không tưởng là được, ngon quá. Đây mình còn như mình để lại nè, còn mấy trái thù lù nè, ít cà chua mình sẽ bỏ vô máy xay sinh tố mình xay, sau đó mình gia vị và mình làm nước sốt mình chấm, mình ăn chấm bánh chấm cracker mình ăn cả nhà. Còn cái món xôi này mình sẽ thử, mình sẽ ăn sống hết luôn, ngon ngon quá à. Đó là hôm nay mình đã quay cho cả nhà xem mình hái cà chua, mình ăn cà chua như thế nào nha. Đây là cây cà chua của mình. À mình có cái mâm xôi kia kìa cả nhà, nhưng mà nó có mấy trái hả, chứ nó không có nhiều trái. Hy vọng là ít bữa nó chín á là mình sẽ có mình thu hoạch, chứ chim nó không có xử. Đây này, hôm bữa cái nhánh này nè nó có mấy trái của mình làm gãy mất tiêu rồi, nó khô rồi này. Đúng tên đấy, cái nhánh này có được mấy trái này cả nhà thấy không. Ai đây này, bấm bấm mâm xôi của mình, hy vọng là nó sẽ chín nha, nó chưa đâu cả nhà, nó từ mèo này nó chuyển qua cái mèo đỏ bự rồi nó mới chuyển qua mèo đen rồi mới chín. Cái này là mâm xôi đen nhưng mà nó không có gai. Cái này có một có chùm nữa này, có được có hai chùm hả, chùm này này. Đây quên chùm này cho cả nhà xem nè, đây chính là mâm xôi của mình. Mình đợi mâm xôi chín mình thu hoạch thôi, rất là vui. Ai mình thấy nó ra nhánh non quá trời luôn á, nhưng mà mình không biết nó có ra bông không, hay là bây giờ muộn quá rồi, sắp tới mùa đông rồi đấy thì nó sẽ không có ra nữa thì mình không biết nha, tại vì đây là năm đầu tiên mình trồng mâm xôi á, nếu nó ra mình quay cho cả nhà xem nha. Và cảm ơn cả nhà rất là nhiều, hôm nay đã cùng Long ra vườn hái cà chua, mâm xôi và bả thu lù tí hon và review cho cả nhà xem rồi nha. Hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo, cả nhà nhớ đăng ký ủng hộ cho kênh của mình nha. Bye bye cả nhà.